một tình yêu bao la như một đời yêu. Mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi. Hạt lòng anh cho ngày lên tính khói. Ba. Con dậy rồi hả? Dạ. Ôi, ba, ba đừng có sợ nặng. Nặng đâu mà nặng, nhẹ hiệu à. Ba để con, ba nghỉ đi. Thôi để đó đi, vô ăn sáng, ba nấu sôi rồi. Dạ dạ. Vô đi con, đứng đó làm cái gì nữa. Dạ. Cái này là ăn trưa luôn rồi đó ba. Ba thấy con ngủ ngon nên không đánh thức. Dạ. Lâu lắm rồi con mới ngủ ngon như vậy đó. Ba biết không, về nhà mình á, cái cảm giác thật là bình yên. Ba vợ con đã xuống đây gặp ba để nói chuyện của vợ chồng con. Hồi nào vậy ba? Mới đây thôi. Thằng Kiệt có thưa chuyện với tôi, nhưng nó không chịu nói nguyên do mọi chuyện là gì. Tôi nghe rồi cũng rất khổ tâm, nhưng không biết phải nói sao với nó. Ra nông nổi hôm nay là do ngày thường vợ chồng tụi nó có quá nhiều mâu thuẫn nhỏ nhặt mà không chịu giải quyết, cứ để tích tụ lâu ngày, rồi đến khi có một việc nhỏ xảy ra lại trở thành giọt nước tràn ly. Thằng Kiệt á, xưa giờ ít khi làm chuyện gì nông nổi. Giờ nó đã quyết định như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Tụi nó vẫn còn thời gian 3 tháng để thay đổi quyết định. Tôi xin anh hãy giúp tôi khuyên thằng Kiệt tiếng. Tụi nó còn 2 đứa con nhỏ, thằng Gấu chỉ mới hơn 1 tuổi thôi. Vậy chuyện của 2 đứa thật sự không thể cứu vãn được sao hả anh? Chú Hải, có chuyện lớn rồi. Nhân hả? Đi đánh ghen. Mày có mang theo đồ nghề không? Một bao luôn. Mày đi ra, nhanh lên. Dựng chơi hả? Tụi dân nít mà. Ai dám giỡn với chú? Tao thích cái này. Cái này đẹp hơn nè. Đẹp hơn. Tao thích cái này. Trời ơi. Trời luôn. Tôi đang đứng đợi nè. Anh tới chưa? Rồi. Ok, tôi đợi. Cướp! Không phải là cướp, mà là đánh ghen đó mày. Mày nói vậy? Cướp! Lỗ của tôi! Tao thì nghĩ cha nó. Tao chỉ cảnh cáo mày thôi nha. Làm sao mày còn dám phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác nữa. Thế mày... Ôi da! Con! Tao có gãy xương rồi, gãy xương. Mày! Mày! Hai phải là thằng nào? Hả? Hai thằng nào? Mày dám đụng với thằng khùng đây? Bỏ về đâu? Bỏ về đâu ơi? Hả? Bỏ về! Chàng nó! Ai vậy? Ai vậy? Đừng chết! Đừng chết! Khương lại! Khốn nạn mà! Đau quá! Đau quá chú ơi! Đau! Đau thiệt mà! Tao thấy có đau gì đâu! Trời ơi! Anh bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
tụi anh đi đánh ghen. Anh nói cái gì? Yên tâm đi, không phải anh ta đâu, mà là cái thằng phá hoại gia đình của Dương Ba kìa. Sao mọi người lại biết chuyện đó? Anh tình cờ gặp cũng hơn cặp kè với hắn ta. Rồi anh làm gì hắn ta rồi? Tất nhiên là tụi chú bụp nó chứ sao. Rồi sau đó tụi anh bị nó bụp một trận tương tự như vậy luôn. Cái thằng này chuyện đó mình cũng kể nữa. Hiểu bộ. Chú, hai người nghe con nói nè. Bây giờ cái chuyện này là chỉ có ba người mình biết thôi. Không có được nói cho ba mẹ hay là bất cứ ai biết. Nhớ nha, giống như là sống để bụng là chết mang theo luôn đó. Ủa sao phải vậy? Vậy hóa ra con đã biết chuyện này. Con cố tình bao che ngoan đúng không? Nếu vậy thì bất công với Dương Ba quá rồi. Dương Ba đã biết chuyện này rồi. Bây giờ chỉ là ba mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này thôi. Ồ, coi như là chú nghe gì hết không biết hết, giải tán. Ai về nhà đó nha. Chú còn qua gia tới chỗ làm vậy? Mày đi bộ đi. Chú cũng đã không ạ? Anh đi làm nha. Anh Kiệt này, em biết là khi em đưa ra đời đề nghị này thì anh sẽ từ chối, nhưng mà em vẫn hy vọng là anh sẽ nhận lời. Em có một căn nhà nhỏ, anh cứ cầm lấy đem thế chấp ngân hàng đi. Phúc à, anh cảm ơn em, nhưng mà anh không thể nhận được đâu. Anh Kiệt. Phúc à, công ty cũ đã mời anh về làm giám đốc điều hành. Họ còn hứa với anh, nếu anh được về được công ty thì họ sẽ trả lại cổ phần cho anh. Thật đó? Anh cũng tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần rồi, nhưng mà đến sáng nay á, khi cầm cái bản hợp đồng trong tay á, anh mới tin đó là sự thật. Vậy là tốt quá rồi. Em chúc mừng anh. Phúc à, anh cảm ơn em nhiều lắm nha. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh lúc anh suy sụp nhất. Em thực sự rất vui khi mình làm được điều gì đó cho anh. Em có thể làm cho anh một điều nữa được không? Em hãy trả lời cho anh biết, năm xưa khi em rời bỏ anh, em đi lấy chồng giàu là muốn trả nợ cho cô em. Ngoài lý do đó, còn điều gì khác nữa không em? Phúc. Ngày mai anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn trưa với mẹ con em nhé. Mình đi ăn tối đi anh. Chưa mai đi. Tối nay anh bận rồi. Bận thật sao? Thật mà. Đây đây, cho anh ôm cái coi. Được gặp lại em như vậy, anh cảm giác hạnh phúc lắm. Sao tự nhiên hôm nay sáng quá vậy nè? Anh nói thật, trái tim của anh sẽ mãi mãi ghi dấu hình ảnh của em. Anh sao vậy? Làm như sắp chuẩn bị đi xa không bằng á. Anh thì có thể đi đâu xa được chứ, khi em còn ở đây. Anh cảm ơn em đã tha lỗi cho anh và ở lại bên cạnh anh. Ngày xưa anh không phải là một thằng hèn nhát đứng nhìn vợ anh hành hung và để cho ba em lo em về. Mà là anh cố tình làm như vậy. Anh làm như vậy để em có thể quên anh nhanh hơn, vì anh không thể nào đem lại hạnh phúc cho em được. Anh nhớ mãi lời ba của em nói, ta không thể nào trao cuộc đời con gái của ta cho một kẻ như mày.
đó cứ vang mãi trong đầu của anh. Những chuyện không vui á, mình quên hết đi nha anh. Anh biết mà, đó chỉ là những ký ức ùa về mà thôi. Chứ thật ra thì anh cũng đã tạm quên đi ít nhiều rồi. Anh yên tâm đi, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, anh hãy đến thăm gia đình em nha. Tình thế bây giờ hoàn toàn khác rồi. Ừ, thôi em về đi, có gì mai gặp. Vậy em về trước nha, mai gặp anh ở chỗ cũ. Tiếng nữa anh sẽ đến đón em để ra sân bay. Em là bên hỏi là giùm thầy, tối đa thầy có thể vay được bao nhiêu tiền? Nếu cần thầy có thể dùng nhà để thế chấp mà. Được rồi, có gì báo cho thầy biết nha. Cảm ơn em. Mẹ thương nè. Mong mong. Em. À, gia đình mình chụp chung một tấm hình nhá. Được đó. À, em ơi. Mẹ thương, qua đây con. Dạ, chúng con nhất nhìn em ạ. À, em chụp một tấm hình nhá. Dạ. Dạ rồi, mình cười lên nha. 1, 2, 3. Thêm tắm nữa nha. 1, 2, 3. Dạ rồi. Em gửi cho em. Dạ. Qua ngồi ăn đi con. Nè. Thành đẹp không? Em nói cái gì? Nhà thầy thế chấp ngân hàng hồi nào? Nào, có gì không? Để mẹ phụ cho nào. Mẹ để cũng làm được rồi. Này, mẹ bảo này, mẹ nói chuyện với anh con rồi. Dạ. Anh con hứa là sẽ lo chỗ ở cho con, không phải đến ở nhờ nhà con Hương nữa. Dạ. Ôi, Hương, gì đó con ơi? Cái gì thế kìa? Vương. Mà sổ đỏ đâu? Sổ đỏ mà để đâu? Không, tôi mới đưa đâu. Còn lâu tôi mới đưa sổ đỏ cho ông. Ngân hàng nói nhà mình bị thế chấp, nếu mà giữ sổ đỏ thì tại sao thế chấp được? Ông nói cái gì vậy? Thế chấp là thế chấp cái gì? Có chuyện gì thế hả con? À, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đó, thấy chưa? Giấy tờ còn nguyên đó mà nói cái gì vậy? Anh hai! Cái gì thế này? Anh hai! Trời ơi, con về rồi đó hả? Sổ đỏ trong nhà bị mất rồi kìa. Hân! Hân! Con... không phải con làm. Không phải con làm đâu, không phải. Là nó. Nhất định phải là nó. Hân! Hân! Đứng lại! Chạy đâu vậy? Hân! Hân! Đứng lại! Con bỏ chạy đâu vậy? Hả? Còn lại đâu? Con có rồi chú ơi! Con ra đi chú! Đi vô đây! Chú ơi! Anh hai ơi! Con không vô đâu! Anh hai chị hai ơi! Đi vô đây!
Tôi dành chú. Anh Hai, chị Hai ơi, xuống đây mau lên. Tôi dành chú. Mày nghĩ thằng cha chú ơi. Anh Hai ơi, ra đây mau lên nè. Có chuyện gì vậy? Em vừa mới nhắc tới cái sổ đỏ nó bỏ nó chạy à. Đó là người lấy nó này. Ôi trời ơi, là rồi. Thế là trộm ở trong nhà. Là con lấy thật hả ông? Tại sao con làm như vậy? Con thế chấp căn nhà, lấy tiền làm cái gì? Hả? Lời gấp 10 lần lần đó ba. An toàn lắm không sao đâu ba. Mày! Anh hai! Con ơi! Con! Cái nhà này mà mất là mẹ sẽ chết theo con. Con có biết là để có được cái căn nhà này ba mẹ phải làm gì cực khổ như thế nào không? Không dám ăn, không dám xài. Tại sao con lại đỡ đối xử với ba mẹ như vậy? Mày đi lấy lại căn nhà này, lấy lại cuốn sổ ngay. Đừng làm. Không có mất nhà đâu, không có mất nhà đâu ba mẹ. Con sẽ lập tức đi lấy về liền cho ba mẹ. Con đi liền mà. Mẹ ơi, mẹ nhớ mua bình nước cho con nha. Ừ, mẹ nhớ rồi. Hai con đi rửa tay. Phúc à, mẹ thường nó muốn mua bình nước kiểu gì? Lát anh chở hai mẹ con đi. Con bé muốn mua bình giữ nhiệt để cuối tuần này nó đi cắm trại với trường. À, anh có biết một chỗ bán đồ chuyên dụng về cắm trại á? Để lát anh chở hai mẹ con đi mua nha. Kiệt này, ừ? Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Chuyện này em đã suy nghĩ từ rất là lâu rồi. Anh nghe điện thoại đi. Em xin lỗi. Cô nghe chú. Kiệt ơi, con mau đến công an quận nhà mình đi. Có chuyện lớn rồi con ơi. Có chuyện gì vậy chú? Con cứ mau đến đây đi. Anh Hai sắp chịu không nổi nữa rồi. Dạ dạ, con biết rồi, con sẽ tới liền. Phúc à, nhà Hân xảy ra chuyện rồi. Anh phải tới đó một chút. Vậy anh đi đi. Anh đi nha. Anh xin lỗi. Ủa, mình lên đây rồi ai giải quyết cái gì không? Mình lên đây rồi đi làm gì? Em mua thằng thớ cho con. Biết có tìm được nó không? Bà, giải quyết. Bà, có chuyện gì ba? Công ty của thân là lừa đảo. Nói chuyện nghe đi. Mấy chú ơi, bạn vô công an vô rồi. Vô công an vô. Vô công an vô vậy? Xin các vị hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã đến công ty và nhà của anh ta để khám xét. Bước đầu có thể khẳng định những dự án của công ty này đều là những dự án ma. Trời ơi! Xin các vị bình tĩnh nha, tôi nói tiếp. Những dự án của công ty này chỉ là trên giấy tờ chứ hoàn toàn không có thật. Còn anh ta thì đã bỏ trốn ra nước ngoài rồi. Trời ơi, chưa bắt được nó. Trời, nếu như bắt được thì tiền của tôi, tiền của tôi có mất không vậy? Tôi không ngờ là tôi bị lừa đó. Tiền của em mất nhiều lắm á chị. Bây giờ sao đi, tiền của tôi điện với tiền của giờ sao anh ơi? Anh hãy nhanh chóng á, anh bắt mấy nó về đây cho tôi đi, để tiền bạc anh em tôi vui đây nè. Anh tôi này có mất hết tiền mọi người. Sao này trời ơi, sao? Xin mọi người bình tĩnh. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy lời khai của từng người. Ai gì nữa thầy hai? Không còn hy vọng rồi. Nội, nội vô nhà nghỉ ngơi đi nội.
Mẹ, mẹ cũng vô nhà nghỉ ngơi nha mẹ. Mẹ. Ba về kìa mẹ. Sao không? Con lấy lại được nhà không? Hả? Con lấy lại được nhà không? Sao con? Mẹ, nó trốn rồi mẹ. Ba ơi. Ba. Tại sao mình nhẫn tâm như vậy chứ? Tại sao? Mọi người cản cái gì chứ? Để cho ba nó đánh nó. Lẽ ra là phải đánh sớm hơn cơ. Bây giờ mới đánh. Nếu mà đánh sớm hơn ấy thì nó đã không phá tan nát cái nhà này. Tại sao mày làm như vậy chứ? Mày có biết cái ngôi nhà này có ý nghĩa như thế nào với cái gia đình này không? Hân, mày có biết là cả đời ba mẹ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc mới có được căn nhà này. Vậy mà mày nỡ lòng nào mày đem dâng cho người khác vậy hả Hân? Trong cái đầu mày, mày nghĩ cái gì mà mày lại hành động như vậy? Mày có còn là con người nữa không? Hả? Bà, trời đất ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ mất nhà rồi, mọi người sẽ ở đâu Hân ơi? Mọi người ở đâu? Bà khóc cái gì chứ? Chuyện gì mà cũng nuốt chiều, bao che cho nó. Bây giờ bà có sáng mắt bà ra chưa? Đúng thế, tất cả là do chị. Có con mà không biết dạy con, đúng là mẹ nào con đấy. Mẹ nói đúng, đúng là mẹ nào con đấy. Mày đi chết với mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng mà mẹ. Mẹ ơi, đừng mà mẹ. Đi nhà với chị. Đừng mà mẹ. Mẹ ơi, đừng mà mẹ. Con lại mẹ đừng vậy mà. Ra cho tôi đi, tôi chết đi. Mẹ ơi, đừng mà. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. 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 Nhà của mình á đã bị Hân làm giấy với tờ ủy quyền của ba mẹ đi cầm ngân hàng lấy 3 tỷ rồi. Chị... Nó lấy tiền đưa cho cái thằng đó sao? Dạ, Hân lấy tiền đưa cho nó để đầu tư mua đất đai. Trời ơi. Vậy có nghĩa là nhà mình đang bị mắc nợ 3 tỷ hả? Dạ phải. Nhưng mà trong chuyện này nhà mình chỉ là nạn nhân thôi, chắc là người ta không có bắt mình trả nợ đâu hả? Hân làm giả giấy ủy quyền của hai bác, bây giờ làm ra lẽ thì Hân sẽ phạm tội làm giả giấy tờ và lừa đảo nữa. Vậy có nghĩa là nếu như mình không có tiền trả cho ngân hàng là mình bị mất căn nhà này luôn đó hả? Phải, gần như là vậy. Tiền mất thì có thể kiếm lại được, nhưng mà cái điều lo lắng nhất của em á là không biết Hân dính líu tới đâu vì mấy cái chuyện lừa gạt của thằng này. Nhưng nó cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Nhưng mà chú quên á là nó đã cho Hân làm tổng giám đốc của một công ty sao? Vậy có nghĩa là hậu quả của chuyện này vẫn chưa dừng lại. Em hy vọng sẽ không còn chuyện gì xấu xảy ra nữa. Ôi trời đất ơi.
thuê bao. Thuê bao khách vừa gọi hiện. Chị ba, chị ba ơi, không có như vậy đâu bên ơi, không có như vậy đâu. Sao chị không chết đi cho rồi? Chị không chết đi cho rồi chị. Chị ba à, chị đừng có vậy mà chị ba. Bình tĩnh lại đi chị. Chị ngu quá mình ơi. Chị ngu quá. Chị ngu quá. Chị ba đừng. Chị ba làm được mà chị. Chị đừng có làm như vậy mà chị ba. Chị à. Chị ngu quá mình ơi. Em ăn chút gì đi. Tối đêm nay anh sẽ ở lại đây chăm sóc hai con. Khi nào em bình tĩnh trở lại thì chúng ta sẽ nói chuyện. Thức dậy sớm vậy ba? Ừ, lâu lắm rồi ba mới thấy con ăn mặc như vậy. Nó hợp với con lắm. Dạ, công ty cũ họ mời con trở về làm việc lại. Họ nói nếu con điều hành công ty thôi cành nợ nần thì họ sẽ trả lại 30% cho con. Hôm nay ngày đầu tiên con đi làm đó ba. Vậy thì tốt lắm. Tốt lắm con à. Dạ, ba nghe nói con cảm thấy mừng cho con. Như vậy là con có thể đứng lên lại được rồi. Dạ. Ba, bây giờ con mới tin là ông trời không bao giờ tuyệt đường con người hết. Ba, sống giới sắp tới á, đã có tụi con gánh vác thay ba. Ba đừng có lo lắng nha ba. Ba cảm ơn con. Cảm ơn con. Chúc mừng sếp. Tôi muốn bán hết chỗ túi xách này. Cái này á, có cái thiệt có cái giả. Mà chỗ tôi chỉ mua đồ thiệt thôi. Đồ giả? 4 trên 5 cái à, đã là đồ giả rồi. Không thể nào. Không thể nào. Chú à, chú xem kỹ lại đi. Đây toàn là đồ hiệu không đó. Tôi làm nghề là bao nhiêu năm nay rồi, không có cái chuyện á phải lộn hàng đâu cô.
Chị ba, chị ba có sao không chị ba? Chị ba ơi, em Minh nè chị. Chị đừng có làm em sợ nha chị ba. Chị có sao không vậy? Em Minh nè, Minh nè chị. Minh, Minh, em nhất định phải giúp chị đó. Chị hết cách rồi, chị không biết bây giờ ai giúp nữa Minh à. Chị ba, chị bình tĩnh lại đi nha. Nếu mà chị không làm được gì đó thì chị không dám về nhà đâu Minh. Chị không dám gặp ba mẹ đâu Minh. Chị ba, chị đừng có làm như vậy mà. Minh ơi, em phải giúp chị đi Minh. Minh phải giúp chị đi Minh à. Em giúp chị mà. Giờ chị nghe lời em, mình về nhà đi nha. Về nhà rồi em giúp chị nha chị. Minh ơi, em phải giúp chị đó Minh. Em hứa em giúp chị mà, em hứa, em hứa. Bây giờ chị theo em vô nhà rồi em đưa chị về nha. Em hứa em giúp chị mà. Vô đi. Đưa nó ra ngoài đi. Ba ơi. Đưa nó ra ngoài. Không nghe ba con nói sao? Xin lỗi. Con xin lỗi. Dạ, con nghe thấy mẹ. Dạ, 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 con biết rồi, con về liền mà. Đang bị tạm giam để điều tra. Bên công an đã xác định hơn là đồng phạm với thằng Hùng. Số tiền tên đó lừa đảo lên tới hàng trăm tỷ đồng lận.
Nếu bị ghép tội là đồng phạm á, tội của Hân không nhẹ đâu. Đúng là ngày thường Hân nó rất là thích tiền, nhưng mà nó sẽ không lừa đảo đâu. Dạ. Em cũng không bao giờ nghĩ Hân là người như vậy đâu. Nhưng mà trước mắt á, em sẽ thuê luật sư để mà tìm hiểu vụ án và làm thủ tục để cho mình gặp Hân sớm nhất. Tôi có người chú từng làm thẩm phán, chúng ta có thể gặp chú ấy để cần thêm tư vấn. Vậy bây giờ mình đi liền được không? Được chứ. Mình đi liền đi. Mình đi. Mẹ, con xe ra. Kiệt. Dạ. Con Hân sao rồi? Bây giờ nó đang ở đâu? Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói nè. Hân đang bị tạm giam để điều tra, chưa thể về nhà được đâu mẹ. Sao lại tạm giam nó? Nó có lỗi gì đâu mà tạm giam nó. Nó là nạn nhân mà. Con ơi, con dắt mẹ lên đó đi. Mẹ bắt người ta phải thả con Hân chứ. Mẹ à, mẹ à, đừng mẹ. Con bình tĩnh, con nghe mẹ nói. Con dắt mẹ đến đó đi, mẹ sẽ cứu được con Hân. Mẹ đi. À, mẹ à. Bà nghe tôi nói nè. Ông tránh ra. Bà thôi đi. Bà bình tĩnh lại được không? Muốn cứu con á, thì bà đừng làm rối nữa. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. À, xin lỗi em, anh phải trễ. À, không sao, em cũng mới tới. Dạ, anh Kiệt thích uống gì ạ? Ờ, cho anh ly cà phê sữa đá đi. Tạm đặt nha, cảm ơn. Dạ, vâng ạ. Công việc có gì căng thẳng hả anh? Hân bị bắt rồi. Sao thế ạ? Công ty bất động sản mà Hân làm việc là một công ty lừa đảo, và Hân bị nghi là đồng phạm. Hôm qua anh bỏ đi vội là vì chuyện này đúng không? Chuyện giờ lỗi từ tối qua, sáng nay Hân mới bị bắt. Nhân cũng thật tình. Chị vợ bị như vậy mà về nhà nó cũng chẳng nói với chú với em tiếng nào cả. Dù sao hai bên gia đình cũng là thông gia, tôi thì thờ ơ thế được. Từ hôm qua tới giờ anh cũng không gặp cô ấy. Anh cứ tưởng là cô ấy không ở trong thành phố chứ. Không, sáng nay em vẫn gặp nó ở nhà mà. À, thì nó không quan tâm nên nó không nói thôi. Thím. Chào Thím. Nè, chị của một mình là kẻ lừa đảo thiệt hả? À, thì đúng là cái gia đình bên đó phức tạp. À nè, anh hình như anh có việc phải đi trước đấy. Dạ xin phép Thím, anh đi trước nha. Nè, Thím chưa hỏi hết mà. Nè con, nó không nói cho Thím biết thì con nói cho Thím biết đi. Có phải là vậy không con? Con á. À, con phải đi làm vết thương rồi ạ. Con đi trước nha Thím. Nè. Phúc. Cô có người nhà đến thăm. Mẹ,
Mẹ ơi mẹ, không coi mẹ ơi. Cuộc gặp sẽ chấm dứt đó. Xin lỗi cán bộ. Bình tĩnh đi con. Mẹ ơi mẹ, mẹ cứu con đi mẹ. Con không chịu nổi ở trong đây nữa đâu mẹ. Con không thể chịu nổi nữa đâu mẹ. Con yên tâm, mẹ sẽ cứu con. Ba cũng sẽ cứu con. Cả nhà mình ai cũng muốn cứu con hết mà. Sau ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành các thủ tục giấy tờ để bảo lãnh cho cô Hân. Nhưng mà mọi chuyện không gấp được đâu. Tôi mong là người nhà hãy kiên nhẫn giùm. Chúng tôi trông cậy vào luật sư. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thôi, thời gian khâm nuôi không có nhiều đâu. Dạ. Hai người hãy tranh thủ vào gặp cô Hân một chút đi. Tôi sẽ đi trước nha. Dạ, chào luật sư. Chào người nhà. Chào người nhà. Cảm ơn luật sư. Ba, mẹ vào trong đi ba. Mẹ, luật sư nói là con chủ yếu bị bắt là vì ba bộ hồ sơ bán đất giả. Ừ. Bây giờ mình chỉ cần trả tiền lại cho người ta là con sẽ không bị gì nữa hết đó mẹ. Đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ nói chị hai cứu con đi mẹ. Nó sẽ không làm gì giúp con được đâu. Con đừng có mong chờ vô nó. Không phải đâu, bạn trai của chị hai giàu lắm. Mẹ nói là chị nói anh ta giúp mình đi mẹ. Anh thương chị hai lắm, thế nào anh cũng sẽ giúp mình đó mẹ. Mẹ có nói với nó rồi, nhưng mà nó không có đồng ý. Tại sao lại không đồng ý? Tại sao chị đã độc ác như vậy chứ? Con là em của chị mà. Con à con, con bình tĩnh đi con. Còn ba còn mẹ đây mà con. Hay là bây giờ mình bán nhà đi mẹ. Bán hết nhà đi mẹ. Bán nhà cứu con đi mẹ. Rồi, ba mẹ sẽ bán. Không phải sẽ. Ba mẹ phải bán liền. Rồi. Bán nhà đi mẹ, con bán ơi, nhà đi. Con không ở trong này nữa đâu mẹ ơi. Con mẹ. Bình tĩnh nè, con đừng làm cho mẹ rối. Nhà đã bán rồi. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Ba tưởng thời gian qua, ở trong này, con đã biết hối hận. Không ngờ, con vẫn không thay đổi, vẫn ích kỷ như ngày nào sao? Trời ơi, cái hoàn cảnh nó như vậy rồi mà ông còn la con được nữa hả? Sao con có thể nói tiếng bán nhà một cách dễ dàng như vậy? Con năn nặc rồi bán nhà liền. Con không nghĩ đến nội con, chú con, ba mẹ con, rồi em con. Các con sẽ ở đâu sao? Trời ơi, đủ chưa vậy? Ông la con như vậy đủ chưa? Yêu cầu mọi người trật tự. Ba bình tĩnh đi ba. Con muốn ba bán nhà để cứu con sao? Sẽ không có chuyện đó đâu. Con cần phải bị trừng phạt để thức tỉnh. Con không cần. Con biết là ba rất ghét con. Ba sẽ không bao giờ cứu con đâu. Con không cần. Con không cần phải cứu con. Con đừng có nói nữa có được không? Ông Dương à. Anh đang cảm thấy tôi rất đáng đời đúng không? Em đang có lỗi với tất cả mọi người đó. Em làm giống như tất cả mọi người đang có lỗi với em vậy. Phải, là tôi sai. Thì còn mọi người là người nhà của tôi đó. Tại sao lại bỏ mặc tôi? Thì mọi người làm vậy có đúng không? Ai bỏ em? Em có biết là ba đã bán căn nhà đó không? Và anh Tường là người đã mua căn nhà đó. Giá thị trường chỉ có 7 tỷ thôi, nhưng mà anh Tường đã trả 9 tỷ. Tất cả số tiền đó mới đủ trả tất cả những khoản nợ cho em đó. Gia đình chưa bao giờ bỏ em hết, mà chỉ có em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy bản thân của mình thôi. Ha 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 ha.
Ông Dương, ông Dương, ông Dương, ông đứng lại đó coi. Tại sao ông không chịu bán nhà? Bà có biết cái người mua căn nhà này là ai không? Là cậu Tường đó. Nhưng tôi sẽ không bán cho cậu ấy đâu. Ông không có được làm như vậy. Tôi sẽ làm như vậy. Bởi vì tôi là một người cha, tôi phải dạy con mình. Đã dám làm thì dám chịu trách nhiệm những gì đã làm. Đã dấp ngã thì phải tự mình biết đứng lên, chứ không phải nằm đó chờ người khác tới kéo rồi mới biết đứng dậy. Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ để cho ông dạy con được chưa? Nhưng mà ông làm ơn ông cứu nó ra trước đi. Bà yên tâm đi, tôi sẽ cứu nó, nhưng bằng chính sức lực và tiền của tôi, chứ không lấy tiền của bất kỳ ai hết. Nhưng... trước tiên tôi phải là người làm gương để cho nó thấy. Nhưng mà bây giờ không có trả đủ tiền là con Hân sẽ bị đi tù. Sao tôi nói nãy giờ mà bà không chịu hiểu vậy? Bà thấy đó, lúc nãy nó chửi chị đó là độc ác. Rồi bà cũng thấy nó nằng nặc đồ bán nhà, nó không cần biết cả gia đình này sẽ sống ra sao. Vậy mà bà chưa biết sợ hả? Nhưng mà tôi... Bà à, nếu lần này tôi và bà không giúp cho con Hân thức tỉnh thì sẽ có nhiều lần khác xảy ra đó. Bà hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ mọi chuyện đi. Con cảm ơn cậu Tường và ba, và cũng xin lỗi vì ba đã từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy. Dạ. Con tiếp tục giúp ba tìm người bán nhà nha. Dạ. Thứ ba, trước anh Tường á, con có một người bạn muốn mua căn nhà của mình. Anh sẽ đưa trước cho mình 3 tỷ để lấy giấy tờ ra. Con thấy cái giá đó cũng tốt, với điều kiện là họ sẽ lấy nhà vào giữa tháng thứ ba. Vậy là tuần sau là tới rồi. Không sao, con cứ hỏi là người ta coi họ còn ý định mua nhà mình không. Dạ. Dạ, vậy con sẽ đi tìm nhà thuê liền trong hôm nay nha ba. Ừ. Thứ ba, vậy số tiền thiếu thì ba sẽ đi vay mượn thêm. Nếu mà không được, con Hân nó phải tự chịu thôi. Thứ ba, con đã đề xuất với tất cả các cổ đông của hội đồng quản trị là xin ứng trước lương 1 năm, và họ đã đồng ý, cộng thêm tiền bảo hiểm của cháy xưởng gỗ nữa, con nghĩ cũng gần đủ đó thưa ba. Ba cảm ơn con. Đó là trách nhiệm của con mà ba. Dù sao trên danh nghĩa con với Hân vẫn là vợ chồng. Ba mẹ mẹ gấu tụi nó cũng cần có mẹ mà. Hân con, tiền bồi thường đã gần đủ. Kiệt nó lấy hết tiền lương cả năm và tiền nó được bồi thường vô trái xưởng để góp vô. Chị em trong nhà cũng vì con mà góp hết tiền có được. Luật sư sẽ làm thủ tục để bảo lãnh cho con được tọa ngoại trong thời gian sớm nhất. Ba biết đây là những ngày khó khăn đối với con, nhưng ba cũng mong con tận dụng khoảng thời gian này mà nghĩ lại những sai lầm của mình, mà học cách sửa chữa. Hôm qua nhà mình có làm bánh trung thu, ba đặc biệt tự tay mình làm 4 cái bánh và gửi 1 cái cho con. Con hãy nhớ, ba cũng yêu thương con như yêu thương các chị em của con vậy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.